Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng đi khám phá một cái quán rất là đặc biệt nha các bạn. Đây là món bánh căn. Món bánh căn này là có nó cũng được coi như là một cái món đặc sản của Nha Trang nha các bạn. Thực ra hai cái món bánh căn và bánh khọt thì nó cũng có nhiều điểm rất là giống nhau, nhưng mà ở Nha Trang thì người ta làm bằng bột gạo trắng, không có để phẩm màu. Còn bánh khọt thì mình có cho màu vàng vô cho nó có cái màu sắc và có cho dầu khi mà đổ bánh. Còn ở Nha Trang thì người ta chỉ đổ bánh bằng cái lò rất là nóng và bột gạo thì được giữ nguyên màu trắng. Đó, đổ lên trên một cái lò đất như vậy. Đó, các bạn nhìn thấy không? Rất rất là hấp dẫn nè. Đặc biệt ở đây thì nó có rất là nhiều loại nhân, và các loại nhân thì nó vô cùng là hấp dẫn nha. Bây giờ mời các bạn cùng khám phá với gia đình mình nha. Thì hôm nay là có dịp đến Nha Trang cho nên mình cũng có đọc review của rất là nhiều bạn và được biết tới một cái món ăn vùng miền rất là đặc biệt này. Đó, các bạn nhìn cách mà người ta đổ bánh không? Trời ơi, mình xem lại video mà mình chảy nước miếng thèm luôn. Rất là hấp dẫn nha các bạn. Bột gạo được xay tươi ngon. Đó, cái phần nhân thì rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ mình quay sơ qua cái quy trình mà người ta đổ bánh. Thì bây giờ mời các bạn đi vào trong để cùng thưởng thức những chiếc bánh căn. Đây gọi là bánh căn nha các bạn, rất rất là đặc biệt. Đặc biệt các bạn biết sao không? Thường thường á, cái bánh khọt thì mình ăn với lại rau sống. Nhưng mà bánh căn này thì mình ăn với lại xoài. Xoài xanh, xác sợi cùng với nước mắm, và trong cái chén nước mắm ăn á, nước chấm á, nó lại có hai viên xíu mại. Đây là cái điểm rất là đặc biệt ở cái món này của Nha Trang. Khi các bạn đến Nha Trang thì các bạn nên ăn thử món bánh căn. Còn cái quán mà mình đang ăn thì là mình cảm thấy rất là được nhiều người đánh giá cao và mình muốn đến đây để ăn thử coi thử là cái hương vị nó có đúng như là nhiều người họ đã khen không. Thì khi đến đây mình thật sự cũng rất là hài lòng, không có bị thất vọng theo như cái về cái chất lượng nha các bạn. Về giá cả thì các bạn có thể tham khảo theo trên cái bảng báo giá này nè, cái bảng giá này. Bánh tôm thì nó đắt nhất, tại vì người ta làm nguyên một con tôm to đùng các bạn. Một con tôm to thiệt là to, nó bao bọc lên trên cái bánh. Nhìn vô cái bánh chỉ thấy có con tôm thôi, rất 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 là hấp dẫn, mình nhìn thấy là mình đã muốn ăn liền ngay và luôn luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn xem thành phần nó có cái gì. Đây là chén nước chấm ha, rất là nhiều hành lá nhìn rất là khiêu gợi, cùng một bên là dĩa xoài xanh mà không phải xoài xanh nữa mà xoài hườm hườm á, nó vừa có vị ngọt vị chua xen lẫn với nhau, cộng với chút vị mặn mặn của nước mắm. Và ôi trời ơi, nói tới đây là không có nhịn được thèm. Nhà mình đi cũng 4 5 người. Đây, những cái bạn mà đang ngồi ăn nè các bạn là những bạn người nước ngoài nha. Người nước ngoài mà người ta ăn cái món này rất rất là khí thế luôn đó các bạn thấy không? Mình không dám quay nhiều tại vì mình không có muốn đụng tới cái gọi là cái riêng tư của người ta đó. Đó, cái dĩa bánh các bạn nhìn thấy không? Trời ơi, đây là mình gọi một đĩa bánh thập cẩm nha các bạn. Thì trên đó nó có đủ các loại nhân thập cẩm luôn, là bao gồm một dĩa này là 8 cái. Thì nó có đủ các loại để cho mình ăn thử, nào là nhân tôm, nhân mực nè, nhân tép nè, nhân trứng nè, rồi nhân thịt, rồi nói chung đủ loại. Thì mình ăn coi thử cái nào mình thích thì mình sẽ gọi thêm cái phần đó. Một cái dĩa bánh tôm này có giá là 150 ngàn các bạn, mà ăn rất là đáng đồng tiền bát gạo vì con tôm nó to đùng luôn, rất là ngon. Các bạn nhìn thấy không? Nhà mình đi kêu cũng khá nhiều nha. Một người mà ăn một dĩa 8 bánh này là no, no rất là no nha các bạn. Cho nên là khi các bạn đến thì các bạn gọi gọi từ 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 thôi. Ăn xong rồi thích thì vừa đủ, hoặc là chưa no thì gọi tiếp. Còn nếu các bạn gọi ra nhiều quá thì tình trạng là sẽ không ăn hết đó. Đó, các bạn nhìn thấy nhà mình tuy là đó rất là no luôn rồi mà vẫn cứ ráng để ăn cho hết vì cũng rất là ngon. Đó, các bạn nhìn thấy cái khung cảnh của quán không phải là những quán cao sang, rất là bình dân nha các bạn, nhưng mà cái giá tiền thì nó không có bình dân so với lại cái quán như vậy ha. Ngồi ghế súp
bàn gỗ bàn nhựa như vậy mà giá một đĩa bánh tới 150, 150 ngàn là một cái mức giá khá cao so với tình gọi là mặt bằng chung. Nhưng mà phải nói là nó rất là đáng đồng tiền, tại vì con tôm nó không phải là con tôm nhỏ xíu đâu nha các bạn. Con tôm nó rất là to, bằng khoảng cỡ gần ba cái ngón tay của mình cặp lại đó. Đó, anh xã nhà mình ăn rất là khí thế. Nhân mực cũng ngon. Nhầm nhầm. Cà ti nhà mình cũng rất là thích, đặc biệt là cái anh chủ ở quán này cũng rất là dễ thương, nhiệt tình. Trong quá trình ăn thì mình cũng muốn sau khi ăn là đi mua sắm một ít cái đồ của địa phương đặc sản của Nha Trang đó. Thì mình có hỏi thăm anh chủ, anh cũng đã chỉ cho mình tới một cái chợ gọi là chợ xóm mới. Đó, ở đây thì họ bán cho khách địa phương cho nên là không có cái giá mà chặt chém. Còn nếu như mình mà mình lơ ngơ mình đi đến những cái nơi siêu thị hay là những cái chợ mà gọi là chợ đầm á. Chợ đầm là một cái chợ rất là lớn, nó dạng như chợ Bến Thành ở Sài Gòn vậy đó, và nó bán rất là nhiều thứ. Nhưng mà vô trong đó thì giá cả là các bạn phải trả giá và rất là mệt mỏi vì giá họ nói mình trả đường nào cũng bị hớ. Cho nên là anh chủ quán đã giới thiệu tụi mình đến đây. Và thực sự là mình đã mua được rất là nhiều món ở nơi đây với cái giá rất rất là phải chăng, rất là phải chăng các bạn. Mình không muốn nói là rẻ nhưng mà rất là phải chăng. Rồi bây giờ mình cũng nhân tiện đây mua sắm một vài món để đem về làm gọi là hương vị của Nha Trang. Rồi mình cũng xin phép kết thúc video ở đây nha. Đây là một video ngắn giới thiệu về món đặc sản bánh căn của Nha Trang. Sau đó là đi shopping mua những cái món mà đồ khô với giá rất là rẻ. Các bạn nhớ tên chợ này là chợ Xóm Mới nha, Xóm Mới, Xóm Mới. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình. Hy vọng video này đã giúp ích được các bạn ăn được món ngon và mua được những món quà với giá tiền rất là hợp lý cho người thân và gia đình. Mình rất là mong các bạn luôn luôn ủng hộ và đồng hành kênh của mình để kênh ngày một phát triển nhiều hơn nữa, để mình có thể có nhiều cơ hội chia sẻ cho các bạn những nơi cảnh đẹp, những món ăn ngon và những nơi mua đồ ăn rẻ nữa các bạn. Rồi bye bye nha, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.